Này tôi chỉ tụi bay cách vệ sinh giày. Chứ đi với tụi bay đâu xấu hổ lắm luôn á. Đầu tiên mày phải có camera. Sau đó bôi hết cái giày. Bước 2, chà. Bước 3, bỏ mấy giày. Bước 4, gọi cho Extreme. Free ship 2 chiều, vệ sinh giày trong 24 giờ. Thế là chúng ta đã có một đôi giày hoàn hảo. Mày quảng cáo hả mày?